em rủ đi chơi, em tài trợ cho mình xăng. Ờ đây nha, đây. Đây em đây không? Không biết tối về sao nữa anh em. Mà lúc đi có công an ở suối tiền. Chắc về mình tụi mình sẽ gặp công an ở chỗ cầu Đồng Nai á. Thôi thôi, em cứ đi bình thường đi. Thì hôm nay em đi từ Sài Gòn đi, chỉ có 3 xe thôi. 3 anh em đi rồi tí ra ngoài hướng Long Khánh rồi đó mấy đêm kia. Xong tụi mình ra Phan Thiết chơi. Đây là ra đóng cọp á. Đoàn là 68 với lại 72 không à. Không biết xe mình chạy được không nè, tu được không không biết nữa. Mà có hai cô em đi mua xăng lửa đi theo. Nói chung là anh em đi thì không bỏ rồi á, chạy đều đều đợi nhau thôi. Mình thì quá quen rồi. Nếu mà hôm nay tình hình mà căng á, tụi mình sẽ đi thử cái đường tránh coi sao. Đây cũng không phải cuối tuần nên cũng vắng. Mong là sẽ đi an toàn, vui vẻ. Phan Thiết. Hả? Tụi em đi Phan Thiết. Dạ. Anh thấy anh nhiều biết thôi kìa. Hả? Thấy xin mà. Xin hả? À. Đi mua nổ á. Chạy đi. Mẹ nó hỏi xe mình trái nhiêu, mình kêu xe trái zin mà. Vui ghê, vui ghê. Chịu chạy á, chịu chạy á. Chạy á. Này đội nón 1-2 á, chạy nhanh nguy hiểm quá. Thấy xe xin chạy chạy được không? Này đường kia đường này phải lâu lắm. Xe xin á. Xăng giờ được kiếm chỗ ngồi uống nước. Đợi mấy em cho tới. Mới đổ hồi sáng thứ tư á. Con kiếm à. Mà nó đổ lại gần lại nó chớp đỏ luôn nè, vừa hôm qua nó chớp luôn á. Nãy nó bị đề khó lên biết sao nữa. Lúc bật cam thì đề nó lên lắc. Rồi giờ tụi em chạy lên nè. Rồi anh ra ngoài đường anh quắc nha em, tụi em đang ngoài dọc ngoài quốc lộ á, em chạy lên liền giờ á. Rồi em gần tới rồi. Rồi em gần tới anh canh anh chạy rồi nha. Rồi từ từ đây. Nãy xem nó bị khó đề. Hay thì chứ.
có cam cái đề lên liền ta. Lô em, lô em. Để qua được chỗ đâu. Anh em tới, anh em tới. Vui vui vui. Mấy anh em từ Vũng Tàu chạy lên chơi với tụi mình. Cái cảm giác mà đủ quá đu 272 nó mệt lắm. Má mệt lắm, đi nó mệt lắm. Chiếc Winner đó là 68 Vinh Vinh lòng phát tách. Xe nó cũng êm đó nè, chạy ok. Êm hơn xe mình. Bảy hai đâm qua cái hòn luôn. Thì đây đội hình bên mình có 6 xe nha anh em, 2 xe 72 cộng, 1 xe 68 với 2 xe vô xăng lửa, xe mình xe zin, mình đi xe zin đó nên mình đi cuối cho anh em chạy trước. Nay tụi mình đi Phan Thiết luôn. Đổ luôn hả? Có. Đổ luôn. Chạy cho em. Má không dám tắt máy rồi, tắt máy không mở cốp được. Cây vãi. Đầy bình nha anh. Sao hả? Bị sao hả? Thì nó khoát cái gì rồi? Nó xì. Sôi nước á. Sôi nước à? Rồi đi tiếp anh em. Mấy cái máy bay cơ mà. Má thấy đúng lại luôn, đáng qua luôn. Sợ quá. Ờ, đồ nó bay cơ mà. Mấy anh em này chịu chơi phết.
anh em trên đường đi chung nữa là 8 xe. Tự nhiên cái tôi tỉnh lại đèn luôn. Còn khoảng 30 cây nữa là tụi mình tới Phan Thiết rồi. Đây chạy cũng nhanh á, đường thoáng lắm anh em. Đó, trời trời. Mặc một đùi đi từ Vũng Tàu lên luôn nha. Dữ thiệt. Hôm bữa tụi mình xuống Vũng Tàu anh em đón tiếp rồi, nhiệt tình lắm. Nên là hôm nay tụi mình cũng sắp xếp đi với anh em một ngày. Xăng anh em. Đây là máy bay không mà hút xăng lắm. Rồi, tụi mình đã tới vòng xoay Phan Thiết. Yeah. Vòng xoay thành phố rồi nha anh em. Vô thành phố Phan Thiết kiếm cho nghỉ xíu. Trong cái đường này có chỗ nào đổ xăng không? Phải vô thành phố mới có, không mình phải quay đầu lại á. Ông còn nhiêu không chết hả? Thấy nó đóng cửa hết trơn rồi, vô thành phố nó đóng cửa hết. Thấy rồi, giờ phải quay lại ra quốc lộ hả? Giờ kiếm chỗ cà phê chút tí. Ok, vậy tí nó ấy. Còn cà phê vòng vòng trong này có nhiều mà. Nó rung gì hay nó rớt lưới trong á? Rớt lưới đúng không? Ờ. Đây đây đây. Cầu Trần Hưng Đạo Phan Thiết.
nhà em gần đây nè, giờ nó vô Sài Gòn. Lâu quá mình cũng không về Phan Thiết mà kiểu ở lại chơi á. Mình toàn đi có việc mình đi trong ngày hoặc là đi qua đầu luôn à. Hồi xưa có anh em rồi chơi có đi vui. Giờ cũng không còn anh em nữa là mình cũng không có lý do để mình ra đây. Má giờ này coi coi đề được không nè. Đấy nó bị khó đề luôn á. Tự nhiên cái nó ngắt điện nó không đề được. Đi đi đi. Hả? Má kêu gì không biết nữa. Bánh nhẹ chưa? Bảy. Rồi bảy luôn. Xe này bị đẩy nhiều lắm. Nó mát máy bớt nữa. Cũng bị nhớt á. Cho hơi nó ra thôi. Hơi máy nè, hơi nhớt nè. Xe cầu kỳ dữ hết. Xe công nghệ. Ngoài Vinh. Xe này nhìn còn Vinh hơn xe này nữa. Không có gì luôn á. Cái môi em mở gầm thẳng vào anh chỉ là siêu thanh. Không cần phải là người giỏi toán. Đúng rồi. Không phải đầu ngang em sẽ mất đi một thằng thất bại. Anh mất đi một người yêu anh. Tạm nghe. Lâu lâu lắm mới đi lại. Dùng cái năm mới chạy xe lại. Đi, về anh em. Dọn dẹp về. Ủa anh lấy pin chưa? Rồi, giờ anh em mình ra vòng xoay Phan Thiết. Mấy anh em ngày mai còn đi làm nữa nên là tụi mình tranh thủ về cho anh em nghỉ ngơi xíu rồi đi làm luôn. Về thôi, hẹn gặp lại Phan Thiết nha. Mình lỡ hẹn với mấy anh em á, chắc lần sau gặp lại. Chứ nay mình đi cũng hơi gấp á. Mình không có gặp ai được. Chủ yếu là mình ra đón em 72 của mình thôi. Xe nít là xe mình nhỏ mà. Đó. Đó, em rủ đi chơi, em tài trợ cho mình xăng. Quá em, quá em. Đào. Má nghe la không à. Không thấy chạy đâu, thấy lao. Rồi đi anh em ơi, đi anh em ơi. Về Sài Gòn thôi. 190 cây. Woo!
này ở trong group VTV8 Touran đó. Mình cũng có trong group đó mà chưa có đi với mấy anh em bao giờ đó. Nay vô tình gặp. Hôm nay không phải thứ bảy mà cũng nhiệt dữ ta. Tí nữa rồi về chung đường á, cũng vui. Tí nữa mấy anh em này sẽ tới Bà Rịa. Sao nay đi ít quá vậy? Tôi có trong group này nè. Hả? Hả? Dạ. Ở đâu vậy? Biết mà, có trong group mà. Bữa nay đi chơi thôi. À. Mấy này? Cộng 8. Nãy giờ chạy đâu hết máy đâu. Xe nó mạnh lắm. Quậy mày, quậy hả má mày, quậy chạy rất dép luôn. Kệ kệ. Má nó quậy chạy rất dép luôn. Muốn mày nhảy đi mày. Đi đổ xăng cái, đi đổ xăng cái, má hết xăng. Ok, okay, đổ cây ba chô đi. Quậy quá, chạy rớt dép luôn. Kiếm chỗ đổ xăng cái. Xe mình hết xăng chạy hơi khó chịu. Mấy bạn đó hỏi xe cô anh đi làm bài gì. 3 giờ rồi. Về tới Sài Gòn chắc cũng gần 5 giờ sáng quá. Tới bậy chó cắn cu giờ. Anh đổ ít à, để kiếm cây bê chô đổ. Đổ đây tạm thôi.
nghe nó hú hú gì vậy trời. Lấy cái thẻ em. Đứng đây nè. Rồi em canh em gài đi, anh chưa vặn chặt rồi. Rồi anh em về báo trọng nha. Ok, rồi. Rồi, về nha, bữa sau gặp. Ok, em. Rồi, chia tay mấy anh em, mình về Sài Gòn. Con mèo con của mình đây. Không phải con cọp đâu nha, con mèo con. Ra gặp anh em, bị anh em gõ hoài, buồn ghê. Nào gặp chào mình cái chứ đừng gõ mình nha. Xăng đầy vô cái là cái máy mình nó khác liền. Chứ còn mà yếu xăng cái là mệt lắm. Xe nó đường á, với lại mình sợ hư cái bơm à. Mình đi bơm đỏ luôn rồi, không đi bơm zin nữa. Thôi giờ anh em tranh thủ chạy về. Tụi mình đang về tới Long Khánh rồi. Về tới Sài Gòn chắc hơn tiếng nữa. Long Khánh chỗ này người ta đang sửa đường á. Anh em đi qua cẩn thận nha, vừa mới nói luôn. May là mình đi chậm á, chứ đi nhanh chỗ đó rớt cái bụp là rụng luôn á. Mình đi cũng ổn định, không có vấn đề gì, đi tới nơi về tới chốn vui vẻ.
mà ở Sài Gòn thì đi chung dễ, còn những chỗ khác anh em mình phải sắp xếp á, canh giờ đi giờ về để anh em hợp lý, anh em nghỉ ngơi đi làm nữa. Mình thì sáng mai mình đi họp, nhưng mà mình ngủ ít á, mình cũng quen rồi. Thì bây giờ mình về là trời cũng gần sáng rồi. Cái lúc mình kết thúc một ngày thì là lúc mọi người đang bắt đầu ngày mới đó. Mấy bạn nhìn xung quanh, mọi người đạp xe tập thể dục. Nói chung mình cũng là một người kiểu sống về đêm á. Mình thấy đêm cái hiệu suất hoạt động của mình nó tốt hơn. Ban ngày mình hơi uể oải xíu, nhưng mà khi cần á, có những việc quan trọng hay gì đó mình vẫn take care được nha. Chứ mình không có kiểu mơ màng hay gì dạng vậy. Mình làm việc là mình cần một cái sự tập trung cao độ.